Chào quý em, xin giới thiệu với anh em, đây là cái mẫu bo công suất 2 kênh, mỗi kênh là 4 cặp sò, mỗi kênh là 2 cặp sò đó, nghe vị trí 2 kênh là 8 cặp sò. Thì cái bo này em trước mình có giới thiệu rồi đó, nó nói chung là gần hoàn thiện rồi, đang trong quá trình thử nghiệm đó các bạn. Cho tín hiệu vô cho tín hiệu vô bo công suất đó. Tại của nó là hai con điện trở nè, hai con điện trở 8 ohm nè. Cái này thì nó đo điện áp đầu ra, nói chung là test cũng mới test thử 1/3 công suất cho chạy liên tục thôi, làm cho sò nó nóng lên thôi. Thì cái bo này là nó có đầy đủ hết đấy, mà có nó đầy đủ là đầy đủ gì? Thứ nhất bo nguồn đấy, đây là bo nguồn, nó chính luôn cái bo nguồn nguồn cho bo công suất, nguồn cho phần rờ, nguồn cho nuôi rờ le, nguồn đây là nguồn 5V, nguồn 5V mà mình chưa có linh kiện nào gắn vô, đúng không? Nguồn cho quạt đấy, không, đó là đầy đủ nguồn hết. Trên này thì nó có luôn cái tích hợp bo relay cho các bạn luôn, đấy, hai relay luôn, có bảo vệ đơ sơ, relay này cái phần này bảo vệ đơ sơ, bảo vệ nhiệt độ cao. Đấy, anh em thấy còn TH90 đấy, TH90 đấy. Nếu mà cái miếng nhôm này nó nóng hơn 90 độ là nó sẽ ngắt. Và đặc biệt trên bo này thì nó cũng tích hợp luôn cái bo đèn cho các bạn. Bo đèn. Thì cái bo đèn nó nằm hết trên này hết rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là câu đèn. Câu dây qua cho đèn nó sáng thôi. Thì cái đây là mình làm thử nghiệm, rồi mình gắn lên cái bo, cái test bo đó mình kiểm tra. Đó. Cái mạch này thì nó chạy áp đôi 60 đơ sơ, chạy không có cao đâu, vì nó cao thì nó sẽ nóng lắm. Vì mình đang thử đôi 60, nhưng mình đang test cái mức áp là 75 môn đôi rồi các bạn, 75 môn đôi thôi. Giờ cái tụ này đang gắn cái tụ có 80V thôi. Cái này nó có bo quạt luôn cho nghe các bạn. Đây. Có thể gắn được hai cái quạt khoảng 0.5A. Đấy, giờ này giờ cái nhôm nó hơi nóng, nóng hơn 50 độ rồi. Cái miếng nhôm đang là 70 độ rồi. Quạt nó chạy hết tốc luôn. Nóng lắm các bạn. Cái này mà chạy nếu mà không có quạt thì cái relay nó sẽ nhảy. Nhảy quạt lên. Nó nhảy thì đèn relay nó sẽ sáng này, để mình cho nó tác động cho mình các bạn xem nè. Chọn vô. Đèn Protest nó sáng này màu đỏ, đèn Action là đèn màu xanh dương, nó tắt mất. Kẹp chân hai trên này thì trên này nó có một con relay nhiệt 90 độ, nó bảo vệ chung cho hai kênh luôn, vì hai kênh nó bắt chung một miếng nhôm, thì một kênh nóng thì cũng như hai kênh nóng thôi, cho nên là nó ngắt chung luôn. Quạt thì hai cấp độ, bình thường thì dưới 50 độ thì quạt nó sẽ chạy chậm, dưới 50 độ thì quạt nó sẽ chạy chậm, trên 50 độ thì quạt nó sẽ chạy nhanh, quạt chạy nhanh hết tốc lực. Thì cái bo này nó cũng thoải mái về cái cách cái điện áp sử dụng cho các bạn. Khuyến cáo thì cũng khoảng chừng 60 thôi, nhưng mà các bạn có thể cho chạy áp cao hơn nếu các bạn kiếm được cái miếng nhôm lớn hơn này dán vào. Nhưng mà cũng không nên đâu, gì nó có thể có hai cặp sò mỗi cơ này, nó cũng nóng lắm các bạn.
Và các bạn cứ đừng nghĩ là cái miếng nhôm này mát thì sò mát, nhiều khi nó nóng quá nó không chịu, không kịp thoát nhiệt ra miếng nhôm luôn. Là mặc dù miếng nhôm mát nhưng mà con sò rất là nóng, cho nên là chạy áp vừa phải thôi. Con diode này thì không cần tản nhiệt, gắn lên cái miếng này là nó ấm ấm được vừa đủ rồi. Cái này thì còn đang trong quá trình kiểm tra nhưng mà chắc là cũng xong rồi, ổn rồi, không có gì phải kiểm tra thêm nữa. Thế là mình đang kiểm tra cái độ bền nữa. Phía dưới miếng nhôm này nó có hai con, một con 5TH50 nữa, và một con tiếp 122 nữa, điều khiển để cái quạt phải chạy này. Nó nằm ở dưới miếng nhôm này, nhôm nó sẽ lắp như thế này các bạn. Tắt cái quạt cho nó ồn quá. Thì nếu mà tắt cái quạt này để chạy một chập là nó lên cũng cỡ 90 độ. Do cái này là mình đo nó cũng không chính xác, đút vô nhà không à. Nó cũng không chính xác lắm. Nhưng 90 độ là nó nhảy. Thì cái này là mới test thử công suất thôi. Thử độ bền, thử công suất. Công suất thì mình dự định cho nó chạy con đường cho ra được khoảng chừng 150 ở tại 8 ohm thôi, 150 W tại 8 ohm thôi. Nhưng với điều kiện là cái bo nguồn, cái cục viên thớ nó phải ngon à. Cục viên thớ phải được khoảng 10A trở lên à. 10A trở lên mày ra nó mới được đủ 150 W 8 ohm. Thử đây là thứ là nó ngâm tải vô nó nóng, thứ nó ra làm sao, nó còn sinh nhiều vấn đề khác nữa không. Con sò nó ngồi nó chạy bình thường các bạn, nhưng mà khi nó nóng lên á nó sinh ra nhiều vấn đề lắm. Đặc biệt nếu mà các bạn có máy hiện sóng thì các bạn móc vô là các bạn thấy nó nảy sinh nhiều vấn đề đầu não lắm. Cái đồng hồ này không thì cũng chưa giải quyết được vấn đề gì, vật vạch cho vui thôi, chứ còn nếu mà đi sâu vô thì nó thì có máy hiện sóng vô thì nó cũng phức tạp lắm. Thì là những cái sản phẩm của mình ra là nó đều được trải qua cái quá trình thử nghiệm như thế này, thực tế luôn. Chạy cái nhiều khi là mình đỡ không quạt thế này cả buổi, cứ nó chạy nó ngắm nó nóng nó ngắt, nó cả buổi thì cũng hơi quá, cũng nóng ngắt cũng vài lần nữa. Nên là khi nó nóng lên nó ngắt xong nó nguội, không đỡ quạt, không có quạt, nó nguội xong nó lại bật lên nó hát tiếp này, cũng vài lần vậy. Nhưng mà cũng không nên làm dụng như thế gì con sò nó mà mặc dù nó chạy áp thấp nhưng mà nhiệt độ nóng cao quá, trong thời gian duy trì như thế thì nó cái khả năng dẫn dòng của con sò nó sẽ thấp lại, nó nguy hiểm, sò dễ chết lắm, nóng lắm đó các bạn. Thì cái miếng nhôm này là đo điện áp tiếp, nó đo một cái 60 độ khoảng, chứ thực ra trong này nó cũng 70 độ rồi, mà sao mới 70 độ. Sò rất là nóng, sò đây là con sò xịn như không các bạn, 5200 1943. Đấy, con sò này mua này chắc cũng được 6-7 năm rồi, để dành mãi tới nay mới lấy ra làm. Mua mới giờ thấy hay quá thôi, đỡ cũng rất là lực các bạn. Không biết là phải do mình thay cái này vô mà mình đang kẹp thử nó là một cặp, một cái loa 40 full, một cái full 40 và một cái sub 50, mình đấu song song để mình quấn một kênh thôi. Mình thấy rất là lực tiếng là gọi là lực tròn tiếng, chứ không phải là vấn phạch đâu các bạn. Nó rất lực tiếng chắc, không biết là phải do con sò này không, mình thấy mình cũng giật mình mà, vì với mức áp đôi có 60 nhưng mà nó quấn một cặp
một cái một cặp, nghĩa là đá một cặp đó, đánh là một cái full 40 với một cái súp 50 đấy, cái đóng lò kia này đó. Ừ. Đó. cái full đó với cái súp ở dưới đó là cũng rất là lực. Ừ. Lực tiếng chắc đó. Mặc dù là cái biến thớ đây, cái biến thớ thử nghiệm nên là mình quấn cái dây nó cũng nhỏ lắm, rồi đủ kích cỡ điện áp hết, đủ kích cỡ điện áp để mà thử nghiệm hết, kết hợp với một cái biến thớ vô cấp như thế này nữa, biến thớ vô cấp như thế này nữa là tha hồ đó, để chỉnh luôn. Mình cho nó chạy áp 60 hoặc áp 75 hoặc dưới áp 60, thì cái bo này thì các bạn cũng nên chạy từ áp 60 trở lại thôi. 60 đơ sơ, 60 đơ sơ thì các bạn cấp cho nó khoảng chừng 45 đấy, nó nhảy rồi các bạn, nóng quá nó nhảy rồi. Mặc dù cái nhiệt độ đây là mới có 79 nhưng thiệt ra nó là hơn 79 rồi đó, nó hơn 79 rồi, nó phải là 90 độ rồi đó. Nó nhảy mất rồi. Không cho nó cái quạt cho nó cái sò đây mà nó chết nó phức tạp lắm. Nó chết là tháo là cực lắm. Đó. Giờ mình muốn nó nhỏ gọn đó. Đó. Mất tín hiệu nè. Cái này là còn tín hiệu là do là mình đang lấy ở trước cái relay hết chỗ móc. Nên là lấy trước relay, cái này là lấy sau relay của một con hay là hai con. Thì cái quá trình ngâm tải thử nghiệm như thế này thì được kiểm tra thử là nó có bị sinh lỗi, sinh liếc gì và nó bị sự cố gì không. Đấy, nó đóng lại, đóng relay lại rồi các bạn, thấy chưa? Quá tuyệt vời chứ gì nữa. Quá tuyệt vời luôn. Cứ nó chạy có cái bao bờ nhiệt, đặc biệt là cái bao bờ nhiệt độ cao, làm gì làm không được bỏ. Thì cái bo này thì nay mơ làm là chắc là mình sẽ làm hoàn thiện, sẽ làm hoàn thiện lên một cái bo như thế này luôn. Các bạn về cái việc là cắm vô để dùng thôi, không bán cái bo chưa hoàn thiện, có nghĩa là thường là sẽ lắp linh kiện rồi, nhưng mà lắp linh kiện rồi các bạn về lắp sò lắp thiết lên nữa thì bọn em mình không biết ngồi lắp đấy, nảy sinh hẳn là nhiều, lắp lên rồi nó sẽ nảy sinh nhiều vấn đề thì cũng phức tạp. Thì mình dự định là cái bo này là mình sẽ lắp hoàn thiện, mà mỗi bo sẽ được test kiểm tra như thế này trong vài tiếng đồng hồ, kiểm tra phần cực, đặc biệt là cái ông nào kiểm tra cái phần cực sò, cái đó cực kỳ quan trọng. Phần cực sò mà không ổn định á, không kỹ, kiểm tra không kỹ á là nó đai sò liền, chết sò liền thôi. Mình đang thử cái áp là 75. 75 là cũng mình nghĩ là mình đang ép nó đó. Vì nó ít sò mà nhôm lại như là ít nữa. À, nó mang tải vô nó sụt nó còn 130 các bạn. Còn nếu không có tải thì nó sẽ được 150 đúng không? Cái biến thớ này thì cũng 2-3 MB hôm nay chứ không có nữa, sợ không tới. Quán không có đạt. À, nhắc tới cái vụ biến thớ thì thời gian tới thì hôm trước là mình có sẽ hứa là sẽ làm một cái video nói về cái biến thớ, nhưng mà thực sự khi có lẽ là do mình đòi hỏi cao quá, mình đòi hỏi cái tiêu chí đó nó đạt ra cao quá nên là bây giờ làm chưa được, bỏ ra khá tiền rồi các bạn, mất vài triệu thì cũng một cái bài các bạn nghĩ một bộ phim mất khoảng 300-400 nghìn. Dây thì cứ mỗi lần mua thì khoảng 2 kg dây, dây vô dây sơ cấp và dây thứ cấp, 2 kg dây thì bèo bèo thì cũng mất 400 nghìn đồng.
Đấy, bọn mới này có 3-4 cái nhà đó. Thì cái phê trên thị trường đa phần đó là nó không đạt. Nếu mà cái phê các bạn mua phê loại phê về 0.5 thì nó càng tệ hơn nữa. Mình bữa giờ mình quấn cũng được 2-3 bộ phê 0.5 rồi, có cả mình lấy tới hồ số tới 50 nhưng nó vẫn không đạt yêu cầu được. Đó. Nếu mà các bạn quấn được cho cố tình quấn được cho nó mát á, thì cái đầu ra chắc chắn là khi nó mang tải thì nó sẽ bị sụt áp rất là nhiều. Mà nếu mà các bạn lui số vòng lại quấn đúng theo cái tiêu chuẩn là phê mới phê tốt á, thì cái phê 50 cái lá phê mà dày 0.5 trên thị trường mà nói là trên thị trường có khi là hơi quá, nhưng mà còn có nhiều cái phê tốt nhưng mà mình chưa có điều kiện tiếp xúc hết, nhưng mà mình ở gần khu vực mình đây thì mình thấy là không có đạt yêu cầu được. Và mình nghĩ cũng phần lớn nhiều người vẫn trường hợp quấn nó vẫn bị nằm, nó là cắm vô vài tiếng 2-3 tiếng đồng hồ thì nó bình thường thôi. Cái quạt nó đủ nhiệt độ rồi các bạn, nó mát rồi đó, nó xuống dưới 50 độ rồi là nó nhôm mát rồi nè, là nó chạy chậm lại. Nhiều anh em thì gặp cho chạy vài tiếng thì bình thường thôi, nhưng mà đỡ ngâm không tải qua đêm á, nóng gần hơn 60 độ, nhưng mình ngâm không tải cái nhiệt độ môi trường ban đêm thì mình ngâm tới 12-13 tiếng đồng hồ thì nó nóng 50-60 độ, nó gọi là nóng chứ không có ấm nữa. Có cà phê, cái bộ phê mà cái loại phê mỏng 0.35 á, lá phê 0.35 thì nó sẽ đỡ hơn một chút. Cái hồi số mình lấy khoảng 38 thì khi quấn thì nó đạt hơn, nó mát hơn. Và cái công suất test ra thì công suất nó test ra nó cũng đỡ, nó đỡ khi số vòng quấn ít lại thì độ sụt áp khi mang tải mình muốn là nó không sụt áp, nhưng mà rất là khó. Nếu muốn không sụt áp á thì cái biến thức các bạn vô cùng lớn, lớn nữa chi, để khi mang tải vô thì cái dòng nó nhỏ thì nó không sụt áp chơi lớn nữa. Thì cho nên là cái phương án mà được mình nói là quấn mà một cái biến thớ mà không sụt áp á, đủ công suất không sụt áp thì cái đó là không được. Đủ công suất nghĩa là đủ dòng ra theo tính toán, và cái áp thì sẽ sụt vài volt, sụt quá là không được. Cái đấy là quá trình thử nghiệm rất là khó khăn thực tế thôi, chứ còn tính toán thì cũng chính xác các bạn. Thực tế là mình làm thử toán, ví dụ mình quấn được lần đầu lấy hồi số 40 thì cũng được, bỏ mua khu khác, mua dây khác quấn lại lấy hồi số thấp hơn. Chị kiểm tra thử có nóng nếu không, mình sẽ đúc kết để cho ra được một cái thông số chuẩn của mình. Mặc dù cái phê mới rất là mới, rất là đẹp, nhưng mà không đạt. Có cả cái phê mỏng nên mà mình sẽ kiếm cái phê 0.25. Đây có một loại 0.25 nữa, mỏng 0.25, 0.35, 0.5. 0.5 thì quấn rồi, tệ quá. 0.35 thì quấn được rồi, thấy ổn. Được thôi, chứ chưa ngon. Còn ngon nữa thì theo mình biết á, thì phê nó phải được ủ. Nó ủ để chi, nó tăng cái hàm lượng silic lên, hoặc là cái phê nó thành xám, nó mềm, rất là mềm. Mà cái bộ phê đó thì mới thì có hay không thì mình không rõ. Mà nếu có thì chắc là giá là rất là đắt. Vì cái phê sau khi dập ra hình cái phê rồi là cái lá thép rồi là người ta sẽ đem vô trong lò, người ta ủ nóng kiểu sao đó, thì cái thông số đấy thì cái đấy là nó uống rồi nó định hình cái gì, nó tăng hàm lượng silic đó, thì nó sẽ làm cho cà phê cái chất lượng tốt hơn. Và thậm chí là mình khi đó là cái phê đó mình sẽ quấn cái được cái hồi số thấp lại, công suất sẽ ra rất là đạt. Mình muốn test thử rồi, test nói chung là cái đây để bữa nào làm riêng nuôi riêng đó. Bây giờ cái mẫu này thì cũng tạm ổn rồi, chia sẻ anh em nhiều đấy thôi. Trong quá trình thử nghiệm tiếp, nó cũng thử nghiệm dài mà. Giờ cái mùa Covid này thì anh em nó còn hạn chế mua lắm, nên là mình có thời gian để thử nghiệm cho nó dài.
ngâm nghĩa làm tết tiết đủ kiểu. Cái bo này mà nếu mà làm mà linh kiện dán thì nó sẽ tích hợp được nhiều cái tính năng và nhiều cái thứ hay ho trên này nữa. Rồi thôi, thân chào hết quý anh em nha.